Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai, mùng 4 tháng 3 năm 2019, sau Chủ nhật thứ 8 mùa thường niên 5B. Bài tin mừng của chúng ta ngày hôm nay: Marco chương 10 từ câu 27 đến câu 17. Chúng ta có một cái bản văn song song gọi là nhất lãm ở tin mừng Matthew chương 19 và tin mừng Luca chương 18. Với bản của chúng ta ngày hôm nay Marco đó, thì tác giả kể đó là một người trẻ giàu có. Matthew chương 19 thì chỉ nói đó là một thanh niên. Nhưng đặc biệt là ở Luca chương 18 thì lại nói anh ta là một thủ lãnh trong dân. Vậy nếu mà ta tổng hợp ba cái chi tiết của tin mừng nhất lãm Marco, Matthew và Luca, ta sẽ thấy đây là một người còn trẻ, đã sớm thành đạt, vừa có tiền lại vừa có quyền, sống đạo đức, không có gì đáng chê trách, gương mẫu về mọi mặt, ai cũng phải khen. Ngay cả Chúa Giêsu nhìn anh ta mà đem lòng yêu mến. Như vậy là anh ta có tất cả mọi thứ về mặt xã hội cũng như về mặt tôn giáo. Anh ta được kính nể, anh ta có quyền, anh ta thành đạt. Vậy chúng ta có thể thắc mắc là tại sao anh ta vẫn còn khao khát cái sự gọi là sự sống đời đời? Có một nỗi khao khát lạ lùng ở sâu bên trong của anh, nó vượt quá tất cả những cái mà anh ta sở hữu. Anh ta khao khát sự sống đời đời. Có lẽ đã nhiều lần anh ta đi theo Chúa Giêsu từ đằng xa và nghe Chúa Giêsu nói về nước trời, nghe Chúa Giêsu nói về sự sống, mà sự sống mới là sự sống đời đời. Nên có một cái gì đó kích thích anh. Anh đã có tất cả rồi, bây giờ anh muốn có thêm một cái nữa. Chứ có lẽ là anh ta chưa hiểu được thế nào là sự sống đời đời, thế nào là nước trời vĩnh cửu. Anh ta khao khát và đến xin với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, làm sao để tôi có được sự sống đời đời?" Câu chuyện diễn tiến tới đó thật là dễ thương, vì Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.
Có lẽ là trong số các môn đệ đi theo Chúa Thầy Giê-xu đó, chưa thấy có ai lạ lùng như anh, chưa thấy có ai có đủ điều kiện tốt đẹp như vậy. Thế mà kết thúc câu chuyện chúng ta thấy nó không có một cái mà người ta thường gọi là happy ending đấy, tức là một cái kết thúc có hậu. Đáng lẽ là anh ta sau đó được Chúa Giê-xu vui vẻ như một nhà tuyển mộ, tuyển dụng nhân sự, đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu đưa ra thì người tuyển mộ sẽ vui vẻ đứng lên bắt tay và chính thức tiếp nhận cái người ấy vào trong cái đội ngũ làm việc của mình. Thế nhưng mà anh ta lại buồn rầu bỏ đi. Tất cả chỉ vì là anh ta không thể bứt ra được cái của cải, cái gia sản, cái sở hữu của anh ta để mà anh ta có thể chia cho người nghèo rồi mới có thể đi theo Chúa Giê-xu. Có lẽ là anh ta vẫn cứ tưởng là anh ta vẫn cứ có tiếp tục sở hữu như thế, giàu có, phong lưu, đầy đủ. Anh ta cứ tiếp tục ở nhà. Anh ta chỉ cần được Chúa Giê-xu nhận vào, thế là đủ. Và đương nhiên sự sống nước trời, sự sống vĩnh cửu cũng sẽ là một trong những cái giá trị sở hữu của anh ta. Nhưng không, cái tiêu chuẩn để theo Chúa Giê-xu ấy phải là một tiêu chuẩn rất là thanh thản, không dính bén, không vướng mắc, không bị lưu luyến, không bị níu kéo bởi của cải. Cái con người đi theo Chúa Giê-xu đó chỉ còn có hướng tới đằng trước, chứ không còn vướng víu đằng sau. Con người ấy, như Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói với các môn đệ, trong túi không có tiền, mà ngay cả cái quyền có thể làm được chuyện này chuyện kia hy hữu thì cũng không có. Một con người đi theo Chúa Giê-xu là trắng tay. Nếu như có sở hữu được một cái gì ngay lúc đó, đó là sở hữu tấm lòng của Chúa Giê-xu. Có Chúa Giê-xu thì con người ấy đã có tất cả rồi. Ngay khoảnh khắc mà con người ta ở với Chúa Giê-xu và đi với Chúa Giê-xu, sống bên cạnh Chúa Giê-xu, thì đã là nắm vững được sự sống đời đời. Với chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có thật sự thong dong để đi theo Chúa Giê-xu, hay là đứng trước một chọn lựa như Chúa Giê-xu đặt ra, có thể chúng ta cũng buồn rầu bỏ đi như anh thanh niên trong câu chuyện. Cứ tưởng là đi tu như chúng tôi đó thì đã có những lời khấn như là lời khấn khó nghèo, thì có thể sẽ buông bỏ, sẽ không còn bị vướng mắc bởi của cải, bởi sở hữu. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn được các cha già kể chuyện. Trước đây đó, cứ 6 tháng là mỗi một cha một thầy đang ở một căn phòng nào đó đều phải dọn nhà, chuyển qua một căn phòng khác. Nhiều người thắc mắc là tại sao mất công như vậy, ở 6 tháng lại phải dọn phòng, đổi sang một cái phòng khác. Ấy là bởi vì sâu xa ở bên trong á. Và vì khi dọn phòng như vậy thì mới thấy nó lỉnh kỉnh, ta thu vén vào cho ta quá nhiều những cái thứ đồ đạc mà ta nghĩ là ta cần đến nó. Ta nghĩ là nó là nhất thiết, nó đáp ứng cho cuộc sống của chúng ta. Nên có khi từ sợi dây thun cho đến cái máy, cái móc, cho đến những vật dụng mà ta nghĩ là nó vô hại, thế mà nó cứ tích lũy dần dần. Người này cho, người này tặng, rồi ta cần có ta phải mua, nên nó cứ tích vào trong căn phòng của mình. Nó tạo cho cái con người sở hữu đó một cái sự an toàn giả tạo. Ấy là hễ cần đến cái gì thì có ngay cái đấy, hễ nghĩ đến cái nào mà mình sắp sửa sử dụng thì trong tầm tay có thể thấy nó ngay. Chính cái điều đó làm cho cái người tu càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng vướng víu, cho đến một lúc nào đó, hoặc một thời điểm quan trọng, sinh tử nào đó, thì con người ta có thể bị chần chừ, bị như bị sức ì xuống,
bị nhấn chìm xuống ở trong cái mớ lỉnh kỉnh đồ đạc, những lỉnh kỉnh sở hữu, lỉnh kỉnh cái địa vị, lỉnh kỉnh cái bằng cấp, lỉnh kỉnh cái danh dự của mình, để rồi cuối cùng cái tiếng gọi của Chúa bị lu mờ đi, không nghe được tiếng gọi của Chúa nữa và không thể đi theo Chúa Giêsu được nữa. Xin Chúa cho chúng con, cả người đi tu lẫn người không đi tu, tất cả chúng con nhận ra được tiếng Chúa gọi. Tiếng Chúa gọi phải đủ mạnh vang lên ở trong lòng của chúng con, trong đời của chúng con, để mà chúng con không bị những cái khác nó làm cho chúng con do dự, chần chừ, làm cho chúng con bị níu kéo, thậm chí là bị nô lệ cho nó. Và chúng con có thể nào đó đã từ chối một sứ vụ, từ chối một tiếng gọi lên đường, từ chối một thái độ với thế gian để mà trở thành con người của thế gian, con người đi theo thế gian, chứ không phải con người mang tên là Giêsu hữu, Kitô hữu, đi theo Chúa Giêsu. Amen.